Nhật ký Vương Khánh Hưng ngày 7 tháng 11 năm 2023. Trời sáng rồi. Nằm nghe hát. Tôi là người trung thành với những bài hát của Trịnh Công Sơn và với tiếng hát của Khánh Ly. Thời nay với cái điện thoại bên cạnh, chúng ta có thể nghe được những bài hát mà mình ưa thích. Nằm đắp mền nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh. Trời sáng rồi. Thức dậy thôi, đi làm, rửa mặt, làm exercise. Bữa nay là thứ ba, 7 tây tháng 11 năm 2023, âm lịch là 24 tháng 9 năm Quý Mão. Trời vừa có cơn mưa đêm. Tôi nắn giấy mỗi buổi sáng để rèn luyện ngũ trảo. Làm tốt các đầu ngón tay, làm mạnh bàn tay, lúc này là 5 giờ 25 phút. Tôi thường ngủ sớm và thức sớm. Đồng hồ trái đất những vật luôn luôn nhắc nhở cho chúng ta nhớ là thời gian đang lặng lẽ trôi và con người đang cùng nhau sống trên quả địa cầu. Mỗi người ở một vị trí
trên quả địa cầu này. Dọn dẹp chỗ ngủ, rồi đi rửa mặt. Đi ra phía sau rửa mặt. Trước hết thì tôi tắt máy lạnh, mở cửa. Mở cửa phòng thông gió với bên ngoài. Ra sau rửa mặt. Tôi đã ra phía sau nhà. Ra đây rửa mặt. Thank you.
về phòng. Tôi đã về phòng. Làm bài tập vận động buổi sáng. Chăm sóc hai bàn chân. Lao chừng bóng nguyệt dũng tuyền. Để khí huyết lưu thông trong nội thân được tốt, bóp gót bóp các đầu ngón chân, kích thích các đầu dây thần kinh xa não bộ nhất,
Ấn Nguyệt Dũng Tuyển. Bóp gót. Cho đời mãi trong lành, mẹ chìm dưới cha bằng chân. Tí dầu sò bóp hai cái đầu gối. Nghe nhạc Trịnh. Tấn. Tập thế đứng một chân để ổn định lục phủ ngũ tạng. Xong bài tập buổi sáng. Thay chữ trong ngày. Tài nguyên quảng tấn. Câu chúc nói về tiền bạc. Hôm nay xuất hiện câu tâm tưởng sự thành. Tức là trong lòng muốn gì thì được nấy.
chúc bạn là tâm tưởng sự thành. Trong lòng muốn gì thì sẽ được cái đó. Hello, đây là Cholon, chợ lớn buổi sáng, vào nhà bếp thì giếng vị thần tài, vị thần chăm sóc chuyện ăn uống của gia đình. Bây giờ thì tôi pha cho mình một ly cà phê đen, nhiều nước, theo đúng thói quen mỗi ngày của mình. Tôi lấy cái sòn nấu nước. Rửa cái ly. Mở lửa. Với cà phê tôi uống 2 ngày, tôi không uống nhiều, chỉ uống giống như là cà phê loãng, cà phê nhiều nước. Tôi uống cà phê với đường cắt trắng. Lấy chút xíu đường. Rửa cái ly nước. Tôi lấy nước nấu.
dùng nước nấu để rửa thực quản. Cái ống nối từ miệng xuống dạ dày, bao tử. Dùng nước để làm thông nữa. Lúc này nước cũng đã sôi, tắt lửa. Tôi đổ nước vào ly. Thế là tôi đã có ly cà phê đen đúng ý. Khuấy nó lên thì trong ly cà phê xuất hiện con trốt, tức là toán tử, hay còn gọi là toán tử rotationen, dịch ra tiếng Việt là toán tử xoáy. Nó xuất hiện do sự chênh lệch vận tốc của dòng chảy giữa tâm và vắt. Lực của nó thẳng góc với mặt phẳng nằm ngang. Bây giờ thì tôi sẽ luyện khí công bằng một công việc rất đơn giản, đó là giặt khăn dưới vòi nước. Tạo hóa cho chúng ta hai bàn tay rất kỳ diệu, có thể làm được những việc rất khéo léo. Giặt khăn là chúng ta vận động 10 đầu ngón tay, giữ cho nó luôn nhanh nhẹ, mạnh mẽ. Ta chuyển nội công chuyển sức mạnh lên hai tay, vắt khăn cho thiệt khô. Vắt khăn càng khô thì sức mạnh trên hai tay càng mạnh. Những quả đấm có thể đánh gục được kẻ ác. Khi chúng ta có nội lực thâm hậu thì nó giúp cho chúng ta có được lòng tin mạnh mẽ. Có được lòng tin mạnh mẽ thì chúng ta sẽ có được cuộc sống bình an. Chăm sóc kỹ hai bàn tay. Lau cái khao thử. Kiểm soát 10 móng tay coi nó phát triển có bình thường không, có hồng hào không. Kiểm soát độ hồng trên hai lòng bàn tay,
đẩy máu ra khỏi lòng bàn tay. Sau đó mở ra và chúng ta sẽ thấy hai tay trở lại hồng hào. Đó là câu chuyện trong nhà bếp mỗi buổi sáng của tôi. Chào. Hello, chào. Trong hôm trời cho cơn mưa đủ lớn để làm cho đường xá sạch sẽ. Nhờ mưa mà bụi bám trên các lá cây được rửa sạch. Bây giờ tôi sẽ đi ra đường Trần Bình Trọng. Quẹo trái sẽ ra đường Nguyễn Trãi. Quẹo phải thì sẽ vào nhà thờ Hòa Đạo Chợ Quán qua ngã sau. Đường vẫn còn ướt. Trên các cái lá cây không có bám bụi. Đi theo con hẻm này tôi sẽ ra đường Nguyễn Trãi. Trước mặt là đường Nguyễn Trãi. Ở đây người ta vẽ những cái hình ngộ nghĩnh làm tươi cho thành phố. Bảo vệ môi trường. Đường Nguyễn Trãi buổi sáng hôm nay do trời mưa nên nó không có bán dừa có. Tôi chờ ít xe băng qua đường. Những người làm quà. Thành phố buổi sáng đã lên. Trận mưa đầu hôm làm cho đường sũng nước. Về lấy con cái nha. Đây là vỏ dừa. Poti box. Keo ơi. Rimia, cà phê bà Năm. Lề đường Nguyễn Trãi buổi sáng. Tôi đi tới ngã tư Nguyễn Trãi Trần Bình Trọng.
9 to 5 tiệm vàng. Đèn đỏ. Giờ này người ta đi làm, thành ra trên đường rất náo nhiệt. Cháo dịch gốc nhà lá. Mỗi lần đổ đèn là xe chạy ào ào. Karaoke với những cái dải than ở ngoài, than thoát hiểm. Tôi tới chỗ bán bánh ướt. Đây là bánh ướt. Nắng đã lên trên, đã thấy trên các tầng cao. Một phần nha. Ở đây là hủ tiếu bò kho. Lấy này thối thôi đi. Này nói 20, nói 20 dẫn đi. Rồi thối của em gái luôn. Đường Nguyễn Trãi, đường Trần Bình Trọng buổi sáng.
Bây giờ thì tôi rảo một vòng ghi hình. Chờ hết bớt xe tôi sẽ băng qua đường. Trên đường Trần Bình Trọng có rất nhiều quán ăn. Hủ tiếu Nam Giang, Mỹ Phương, cháo vịt, bánh ướt, hành đạt. Sáng người ta ra ngồi quán cà phê gặp bạn bè. Đó là thói quen của người Sài Gòn chợ lớn. Người ta đem rác ra để ngoài đường. Lát xe rác sẽ đến lấy. Ở đây bán đồ chai. Wow. Nắng đã lên. Tôi băng qua đường. Ngã tư Nguyễn Trãi, Trần Bình Trọng. Đang chờ đèn. Muốn qua đường là phải chờ đèn. Đây bán bánh bao. Đổi đèn. Đèn xanh dành cho người đi bộ. Đây là tiệm Tân Lạc Viên bán hủ tiếu Nam Giang. Ông Tân Lạc Viên mất trong cái đại nạn Covid. Thành ra nha, bây giờ không còn bán hủ tiếu Nam Giang nữa. Cho người ta thuê. Đại nạn Covid thay đổi rất nhiều số phận của nhiều người. Trạm chờ xe bus. Tôi đang ở trên đường Nguyễn Trãi. Đi mua cho mình một phần bánh ướt. Bây giờ tôi đang thả bộ về nhà.
chờ xe bến. Muốn đi qua khu chế xuất Tân Thuận bằng xe bến thì chờ ở đây. Vừa cho cái điện thoại nó lượn qua lượn lại chung quanh mình để ghi hình. Ở đây có một cái cây mọc từ một ít đất lên thành một cái cây rất đẹp. Đây đường Nguyễn Trãi buổi sáng. Tôi sẽ ghé vào đây để lấy dừa. Qua rồi nha. Rất nhiều người ghé vào. Tôi cũng mua trái dừa. Trái dừa bánh nướng. Vừa đi vừa ghi hình, nhờ cái chân ba cẳng tôi có thể hạ cái máy xuống bất cứ vị trí nào, do đó tùy theo cái góc ghi mà mình muốn thì tôi sẽ cho cái điện thoại hạ xuống đúng vị trí. Nhờ vậy mà trở thành độc cô cầu bại, tức là một mình làm được hết mọi thứ.
đây chụp cái hình bên một bụi cây. Con hẻm tôi sắp tới nhà. Mở cửa. Mở cửa bằng dao. Về tới nhà. Rồi đó, về tới nhà. Đặt cái dừa lên bàn thờ Hoàng Thánh Đế. Mỗi buổi sáng tôi có thói quen ra đầu hẻm mua trái dừa và kiếm cái gì đó bỏ vô bụng. Bữa nay ăn bánh ướt. Bánh ướt Trần Bình Trọng. Bây giờ tôi sẽ đặt trái dừa lên bàn thờ của Hoàng Thánh Đế. Một vị dũng tướng thời Tam Quốc nổi tiếng trong câu chuyện Đào Viên kết nghĩa với Lưu Bị, Trương Phi, Quan Dân Trường. Tôi thấy lại chúng ta tập luyện cái eo luôn. Thành ra mỗi động tác đều có ý nghĩa của nó. Bây giờ chúng ta cầu niềm may mắn bằng cách vỗ tay. Nếu tiếng tay kêu trong trẻo lớn, đó là điềm tốt. Bữa nay lép dế vỗ không kêu, vỗ vậy thì kêu thì thành kinh nặng, thành ra không được chứng. Câu chuyện tới đây kết thúc. Chào. Quá trời đi. Cái gì? Tắt đèn đi. Bây giờ đem xớt ra làm hai phần. Ăn sáng. Tôi đã vào nhà bếp mua một phần, nhưng mà cho hai người. Bây giờ thì tôi đi kiếm cái dĩa.
lấy thêm cái chén nhỏ đựng nước mắm. Ra ngoài về nhà rửa tay cái đã. Đây là nước mắm mà người ta cột theo kiểu này. Ta giật cái này lên cái là nó sẽ bung ra. Rất hay. Đó, nó bung ra. Lúc này là dễ tháo rồi. Ta lấy được cái sợi dây thun. Đổ ra chén nhỏ. Tôi sẽ lấy đôi đũa chan nước mắm vô cho em luôn hả? Đây là bánh ướt. $30,000. Chia làm hai phần. Sáng ăn ít thôi. Đây là quả nêm. Chan vô. Cần này cho bà xã. Ôi mà ông kỳ quá. Nè. Quay cái gì ở đây không biết nữa. Đi chỗ khác đi. Nè đũa nè. Kỳ cục quá lợi dụng. Con cá trong cái lưới. Bây giờ là tới phần của tôi. Cái phần này nè, để lại rồi chan hết vô đây luôn đi, khỏi mất công. Về phòng. Sau khi rảo một vòng thì tôi ghi được cảnh đường phố buổi sáng, ghé vào chỗ người quen mua cho mình một phần bánh ướt. Lúc này không có bánh mì, cái anh bánh mì về quê cất nhà. Tiết trời rất là oi bức. Ăn bánh ướt, uống cà phê.
nghe thời sự quốc tế. Nghe nhạc đi, nghe Khánh Ly hát. Cặp về. Chiên giò, chả, nem, nem da heo. Nắng ướt, giá, dưa lèo. Chia hai. Mẹ trông con mau bước về nhà. Mẹ mong con.
thứ hai thì mở lần hơi ít. Nhưng mà cái này ăn lót dạ, không cần ăn quá no. Skip appetite, nhảy qua cái phần quảng cáo. Người uống cà phê uống bằng muỗng, có người uống cà phê đổ cà phê ra dĩa cho nó mau nguội rồi húp cái dĩa. Uống cà phê cũng có rất nhiều cách uống, có người thì uống thẳng trên cái ly. Họ nghĩ là cái miệng ly nhiều người uống, thành ra họ không ngậm vô cái ly mà họ múc từng muỗng họ uống. Vậy là tôi đã ăn xong bữa ăn sáng. Câu chuyện tới đây tạm dừng. Chào. Hello. Chào. Đây là chợ lớn. Tôi đang thực hiện chương trình tự học tiếng Trung âm hoàng thoại. Cách thức tự học của tôi là tôi dùng một cái điện thoại, trong đó có chương trình Google Translate. Tôi mở chương trình này và sau đó thì tôi tìm những câu nói đơn giản trong đầu mình, tôi đọc. Và dĩ nhiên Google Translate sẽ dịch và tôi cho dịch ra tiếng Hoa. Dịch ra tiếng Hoa, chữ Hoa giản thể, tôi chọn Chinese Simplified. Còn nếu muốn chữ Hoa phồn thể thì tôi sẽ chọn Chinese Tradition. Sự khác biệt giữa giản thể và phồn thể là giản thể thì nó sẽ ít nét hơn, đơn giản hơn. Còn phồn thể thì nó sẽ viết nhiều nét hơn. Tôi lấy một thí dụ đi. Thí dụ như chữ mã, nếu mà ta viết dạng phồn thể là viết như thế này. Nó là cái hình vẽ của con ngựa tung bốn gió. Nhưng nếu chúng ta viết theo giản thể thì chúng ta sẽ chỉ viết như vậy. Đó, bạn thấy có 3 nét, 1, 2, 3. Thì đây là chữ Hoa giản thể, simplify. Chữ Hoa phồn thể, tradition. Cách học của tôi là tôi sẽ chọn một cái từ đơn giản, phổ biến. Sau đó tôi sẽ xây dựng những cái câu nói dựa vào
cái động từ đó. Tôi lấy thí dụ, hôm nay thì tôi sẽ học những câu nói dựa vào động từ uống. Uống thì tôi muốn biết chữ uống tiếng Hoa nói là cái gì, thì tôi nhấn vào cái micro, tức là cái microphone đó, và tôi sẽ nói uống. Kết thúc, tôi nghe câu tiếng Việt. Uống. Bạn biết là tôi đang dùng loa Bluetooth, thành ra âm thanh có thể khuếch lớn lên. Uống tiếng quan thoại là hơ hơ, viết là như vậy hơ, có bộ khù hơ, và phiên âm của nó là hơ 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 là uống, hơ là uống. Bây giờ tôi sẽ xây dựng những câu nói dựa vào chữ uống. Ví dụ, anh có thích uống cà phê không? Tôi nhấn vào nút No Translation. Đây là No Translation. Và tôi sẽ có bàn phím. Tôi sẽ có cái bàn phím. Tôi không gõ bàn phím, mà tôi gõ vào cái micro, và tôi đọc. Tôi không gõ phím ký tự mà tôi đọc. Ngày nay cái Google Translate nó sẽ nhận dạng được cái tiếng đọc của chúng ta, tiếng nói của chúng ta. Tôi nhấn vào microphone, nó đang nghe thì tôi sẽ đọc. Buổi sáng bạn có thích uống cà phê không? Kết thúc. Bây giờ tôi muốn kiểm tra câu tiếng Việt, thì tôi sẽ nhấn cái loa ở phần tiếng Việt. Buổi sáng bạn có thích uống cà phê không? Nghe lại. Buổi sáng bạn có thích uống cà phê không? Bây giờ nghe câu tiếng Trung hay là tiếng Hoa hay là tiếng Tàu. 你喜欢早上喝咖啡吗? 你喜欢早上喝咖啡吗? Chúng ta sẽ viết câu đó. Ni là ăn. Xì hoan là thích. Xì hoan. Đây là thích. Hơ, động từ uống. Hơ. Cà phê mà. Cà phê mà. Chúng ta thấy là Ni xì hoan hơ cà phê ma, tức là bạn có thích uống cà phê không? À, ở đây chúng ta còn có chữ buổi sáng nữa, thành ra chúng ta sẽ xem thử. Ni xì hoan chào san, chào san, chào san hơ cà phê ma. Ta có thể nghe lại câu đọc này. 你喜欢早上喝咖啡吗? 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 Bây giờ
chúng ta sẽ qua một câu mới. Ta sẽ nhấn New Translation, rồi nhấn vào microphone và chúng ta sẽ đọc. Tôi thích uống sữa. Tôi thích uống sữa. Kết thúc. Kiểm tra câu tiếng Việt. Thích uống sữa. Tôi thích uống sữa. Nghe câu tiếng Hoa. Tôi 喜欢喝牛奶. 我喜欢喝牛奶. Nhiều nải là sữa bò. Sữa thì người ta ưa dùng chữ sữa bò. Thành ra 我喜欢喝喝, chúng ta học chữ hơ là chữ uống. Hơ. 我喜欢喝 nhiều nải. Nhiều nhiều nải. Bộ nữ kế bên chữ nải. Wo xi huan. Đổi lại. Chừng nào đám cưới thì wo thì gọi xi huan he niu nải. Wo xi huan he niu nải. Chúng ta nghe đọc. Sorry, chúng ta sẽ qua câu mới. Anh có khát nước không? Anh có khát nước không? Anh muốn uống gì? Bây giờ chúng ta kiểm tra câu tiếng Việt. Anh có khát nước không? Anh muốn uống gì? Câu tiếng Trung. Nǐ hě ma? Xiǎng hě shě ma? Nǐ hě ma? Nǐ hě ma? Xiǎng hě shě ma? Xiǎng hě shě ma? Chúng ta phát âm thanh rất lớn trên cái lò Bluetooth. Câu này là Nǐ hě ma? Nǐ là anh. Nǐ hě, hờ là khác. Thì chữ khờ nó là ba chấm thay cho cái bộ khẩu. Nếu ba chấm này mà thay thành bộ khẩu thì chúng ta có chữ hơ. Còn nếu mà bộ khẩu thay bằng ba chấm bộ thủy thì chúng ta có chữ khờ. Khờ là khác. Ní khờ mắt. Ní khờ mắt. Xiàng hè sắm mơ. Xiàng là muốn. Ở đây là chữ mộc kế bên chữ mục. Mộc là cây, mục là mắt. Trên chữ tâm thì nó là chữ xiàng. Xiàng là muốn. Muốn. Xiàng hè thì nó là chữ khờ mà chúng ta thay bộ thủy bằng chữ khẩu. Thì chữ khờ đó sẽ thành chữ hơ. Hơ. Sấm là cái gì? Dấu hỏi. Xiàng hơ sấm. Tức là bạn
muốn uống gì. Chúng ta nghe lại. Nghe lại. Đây là lo Bluetooth kết nối với cái điện thoại đang chạy chương trình Google Translate. Tôi dùng nó để làm chương trình tự học tiếng Trung của mình một cách lý thú. Chữ hơ là uống, dùng bộ khẩu là cái miệng. Ta bỏ bộ khẩu thay bằng ba chấm là bộ thủy thì ta có chữ khờ. Cái phiên âm của nó là khơ khơ khờ. Phiên âm của chữ khờ là khơ ơ khơ khờ. Còn chữ hơ là hơ ơ hơ, hơ ơ hơ hơ. Ní khờ mơ xiang hơ sấm mơ. Chúng ta qua câu khác. Cứ như vậy mà chúng ta học những câu nói trong đó có chữ uống. Mỗi ngày ăn cơm tôi uống một lon bia. Câu tiếng Việt là vậy. Muốn vậy thì tôi sẽ nhấn vào New Translation câu mới. Mỗi ngày tôi nhấn vào micro khi nó đang nghe tôi mới đọc. Mỗi ngày khi ăn cơm tôi uống một lon bia. Kết thúc. Bây giờ tôi kiểm tra câu tiếng Việt xem nó có đúng không. Nhấn vào cái lo. Mỗi ngày khi ăn cơm tôi uống một lon bia. Chính xác. Bây giờ câu tiếng Hoa. Mỗi ngày khi ăn cơm tôi uống một lon bia. Mỗi ngày khi ăn cơm tôi uống một lon bia. Mỗi ngày khi ăn cơm tôi uống 都会喝一罐啤酒每天吃饭的时候我都会喝一罐啤酒. Chúng ta sẽ học với câu này. Mỗi thiên sư phan mời mấy mấy thân thiên sư phan tờ sư hậu tờ sư hậu. Tôi会喝一罐啤酒 bì chiều. Ta lặp lại câu này. Mỗi thiên sư phan tờ sư hâu
我都会喝一罐啤酒。每天là mỗi ngày. Sư hoan là ăn cơm. Từ sữa hậu là lúc. Lúc. Mỗi ngày lúc ăn cơm. Wò tô huy là tôi cũng. Hơ y quan là uống một lon. Bì chiều tức là bia. Do đó, những câu mà chúng ta muốn học thì chúng ta dùng Google Translate đọc bằng tiếng Việt trước, dịch, rồi sau đó chúng ta học câu tiếng Trung. Nè, chúng ta nghe lại câu này. Mỗi ngày chi phân de shi hou, wo dou hui he yi guan pi jiu. Yi guan, yi guan. Yi guan pi jiu. Bởi vì chúng ta quen nói tiếng Việt, tiếng Quảng là yết cun, pe chậu. Chứ là mỗi giờ xịt phản có xì hậu nè, ngồi tôi hủy dặm yết cun, pe chậu. Đó là câu tiếng Quảng. Còn tiếng Quảng họ là mì thiên sư khoan tờ sử hậu, bộ tư huy hơ y quan bì chậu. Chúng ta nghe lại. Mì thiên chư phân tờ sử hậu, bộ tư huy hơ y quan bì chậu. Sẵn đây mở rộng, ta có thể nhấn vào Chinese và chúng ta sẽ chọn English. Thì câu trên nó sẽ được dịch ra tiếng Anh. Dùng cách này chúng ta cũng có thể tự học tiếng Anh mà ta nghe câu tiếng Anh. Every day when I eat, I drink a can of beer. Every day when I eat, tức là mỗi ngày khi tôi ăn là every day when I eat. Thì tôi làm gì? I drink a can of beer. I drink là tôi uống. A can of. Can of tôi đọc link là can of beer. Ta nghe lại. Every day when I eat, I drink a can of beer. Every day when I eat. Every day when I eat. I drink a can of beer. Bây giờ ta trở lại câu tiếng Hoa. Chinese simplify. Ta nghe lại câu này. Mỗi ngày chi phân de shi hou, wo dou hui he yi guan pi jiu. Bây giờ ta qua câu khác. Mỗi ngày anh phải uống đủ nước mới tốt cho sức khỏe của bạn. Tôi nhấn vào cái dấu microphone và tôi đọc. Tôi sẽ đọc. Mỗi ngày bạn phải uống đủ nước mới tốt cho sức khỏe của bạn. Kết thúc. Ta kiểm tra câu tiếng Việt, nghe nó đọc. Mỗi ngày bạn phải uống đủ nước mới tốt cho sức khỏe của bạn. Chính xác. Bạn thấy là ngày nay chúng ta không cần phải gõ phím nữa. Gõ phím mà có khi sai chính tả. Có khi là trật chữ. Ngày nay chúng ta đọc và máy sẽ hiện chữ, chúng ta kiểm tra lại bằng cách nghe. Tôi nghe lại câu này. Mỗi ngày bạn phải uống đủ nước mới tốt cho sức khỏe của bạn. Bây giờ tôi sẽ nghe câu này bằng tiếng Trung. Nghe bằng tiếng Trung. Và nó nói sao? Mỗi ngày bạn phải uống đủ nước mới tốt cho sức khỏe của bạn. Mỗi ngày bạn phải uống đủ nước mới tốt cho sức khỏe của bạn. 才有利于健康. Ta học câu này. Học nghe, học nói và học viết. À,
mì thêm mỗi ngày. Mì thêm bì xù, bì xù tức là tất yếu á. Bì xù hơ chủ cô uống đủ. Hơ chủ cô tất sợi tức là uống đủ nước. Hơ chủ cô tờ sợi mì thêm bì xù hơ chủ cô tờ sợi sải hữu lý yu chen khang. Chải mới dầu mới có lý yu tức là có lợi. Lý chữ bộ hòa với chữ đao. Yu chen khang, chen khang trên bộ nhân kế bên chữ kiến khang mì thiên mỗi ngày bì xì tất yếu hơ chủ cô uống đầy đủ tơ sợi mỗi ngày uống đầy đủ nước thải dầu mới có lý yu lợi ích trên khang tức là sức khỏe. Bạn thấy chúng ta vừa học nghe, vừa học nói, vừa học viết, vừa học đọc, và quan trọng nhất là chúng ta lại vừa học dịch nữa. Ta nghe lại câu này. Chúng ta đã xóa nó rồi. Chúng ta sẽ lấy lại câu đó. Nghe lại. Sáng bạn có thích uống cà phê không? Câu này hồi nãy rồi. Bạn喜欢早上喝咖啡吗? Ta ôm lại mấy cái bài kia. Nghe lại. Có khát nước không? Anh muốn uống gì? Anh có khát nước không? Anh muốn uống gì? Nǐ hè ma? Xiǎng hè shěnme? Nǐ hè ma? Nǐ hè ma? Khè, khè là chữ hè, bỏ bộ khẩu thay bằng bộ thủy. Tiếp tục kiểm tra lại câu khác. Tiếp theo. Mỗi ngày khi ăn cơm tôi uống một lon bia. Mỗi ngày khi ăn cơm tôi uống một lon bia. Mỗi thiên sư phan de sư hô, wo dou hui he yi guan bì jiu. Mỗi thiên sư phan de sư hô, wo dou hui he yi guan bì jiu. Bì jiu. Lấy lại câu tiếp theo. Nghe. Sáng bạn có thích uống cà phê không? Nghe câu tiếng hoa. 你喜欢早上喝咖啡吗? 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 Đó là bài học tiếng Trung, bài tự học tiếng Trung của tôi. Mọi thứ chúng ta đều có ở trong tay. Chỉ có điều là chúng ta có biết cách sử dụng nó hay không. Nếu chúng ta biết sử dụng nó thì nó sẽ trở thành rất có ích cho cái sự phát triển tư duy của chúng ta. Cái gì cũng có sẵn, có sẵn ở bên bạn. Chỉ có điều bạn phải bỏ công ra tìm hiểu, học hỏi để phát triển tư duy của mình. Câu chuyện tới đây đủ thời lượng. Nói câu kết thúc. Chào
再见。Hello, chào. Đây là chợ lớn. Chợ lớn buổi trưa. Và tôi đang có ý định đi ăn cháo huyết. Chạy xe vòng vòng coi thiên hạ mua bán. Hôm nay tiết trời ui ui muốn có mưa, sương sâm sương sáo. Tôi vào đường Nguyễn Biểu, tôi đã vào đường Nguyễn Biểu. Thời tiết như là muốn có mưa. Hỏi những người thích chơi cờ tướng. Tôi đi ngang đường Phan Văn Trị. Bán nước mía. Ra đường Trần Hưng Đạo. Cây xăng. Tôi đã vào đường Trần Hưng Đạo. Trời hôm nay không có nắng. Chụp hình. Tôi tới chỗ bán cháo huyết. Ghé vào để coi có bán cháo huyết. Có bán cháo chưa? Dạ có chú. À, cho anh tô cháo nha. Tôi ghé vô đây ăn tô cháo. Đây là nhà mồ. Nhà mồ của ai đó?
tường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
và hèo. Vừa ăn vừa tự ghi hình để có câu chuyện kể. Giờ duyên
tiền. Đúng 22 nè. Bây giờ thì là đi về. Đây là phở bò Hiền Lan. Ra đường Trần Hưng Đạo. Bữa nay tiết trời ui ui. Với cái tiết trời này thì một lát có thể là sẽ có mưa. Lúc nào đói bụng thì ra đây ăn cháo huyết. Bệnh viện Đồng Hồ. Bạn thấy trời như là muốn có mưa. Ở đâu cũng có bàn thờ, cũng có đốt nhang. Ngang trường Mai Anh, trường mẫu giáo Mai Anh. Loại cây này có bông màu tím rất đẹp. Trường xây rất là cao, mặc dù là trường mẫu giáo. Đây là chỗ chờ xe bus. Những người chờ xe bus sẽ ở đây. Bến ở đây cũng có 3 o'clock open 24 hour. Google Map. Nhà mồ Trương Vĩnh Ký, bán đồ phong thủy. Đi thẳng sẽ xuống chợ lớn. Nó đảo vô nhà mồ.
quán cà phê. Ở đây có cây sake. Cây sake tàn lá rậm rạp. Mùa này cây sake không có trái. Cây trầu âm. Cây trầu bạ. Những mồ của dòng họ Trương. Mèo. Ở đây những con mèo. Con mèo đen. Có một cái cây, có thể là cây me tây. Nhà mồ Trương Vĩnh Ký. Cửa thông ra đường Trần Hưng Đạo 120 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5. Ngã tư Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo. Ở đây người ta có bán đồ điện thoại. Hai. Cây này bán nhiêu vậy? Hả? Đây để có màu trắng nữa. Đây có màu đen, màu trắng. Đôi mắt em đừng nhìn ta cho. Wow, chân nó có vẻ yếu quá ha. Cây này có vẻ yếu hơn cây kia. Đúng, có loại cây cao. Cây đó 201 chú. Hả? Cây này 201. 201 cao, hả? Cao 1,5 m. Tôi lấy cây mới cho chú, cây mới để trong trong hộp đồ luôn. Cây nặng lắm, cầu thử đi, nặng. Cây này nặng hơn cây màu trắng này. Một nhẹ xìu. Chỉ thiếu một người, người ấy em thôi. Cái này mau hư lắm. Còn cái ấy của nó đâu? Cái đen nặng hơn trong đây. Cái đen nặng hơn. Đâu, coi thử thôi, coi thử cái đầu của nó coi. À, lỗi đầu này hả? Lỗi đầu này. Thank you.
tiền nhiều cả. Ở đây cũng bán 4.000 chứ. Bảy chục. Chiều này chưa muốn. Ủa Hiếu ơi, giúp nhạc 20 đó. Mạnh lắm. Không nghe là chép nhiều lắm chú. Hả? Mưa hả? Trời ơi, mốt nữa rồi nè. Mới đây mà mốt. Mưa đúng lúc quá. Xuống mưa luôn rồi. Mưa tới rồi nè. Nè nè nè. Có xuống rồi. Đứng đây ra ngoài đây chữa lên. Mong manh quá. Mưa tới rồi. Đúng là mưa tới rồi. Yêu nhau hai đứa ước mơ trầu. Thôi bữa khác ghé nha. Hello. Chào. Nghe nhạc Trịnh. Nghe nhạc Trịnh với tiếng hát của Khánh Ly. Bây giờ thì tôi có ý định là ra sau nhà vận động tắm mát và kể chuyện. Tiết trời oi bức nóng. Tôi đi ra phía sau dội nước. Tôi ra sau nhà. Tôi đã ra sau nhà. Những lúc trời nóng thì tôi ra đây vừa tắm mát vừa làm exercise tập luyện cho cái body, vừa rèn luyện kỹ năng tự đóng tủ, tự ghi hình, tự kể chuyện.
tôi tắt cái hệ thống làm nóng, tôi tắm nước lạnh. Trước hết thì chăm sóc cái đầu. Làm quen với nước. Nước mát. Chà xà bông. Kích thích tuyến nước bọt, các đầu dây thần kinh thính giác, cào da đầu, vuốt mặt, xong. Dùng lửa chải đầu, chải tóc để kích thích da đầu, khí huyết từ nội thân lên, nuôi dưỡng bộ óc. Bây giờ là chăm sóc tới chính mình. Chụp xà bông mà không rớt, phản xạ rất là hay. Thường xuyên tập luyện cầm vật trơn không bị rớt, mà rớt thì chụp lại được. Toàn thân.
bây giờ tắm theo kiểu sói, sói nước. Dài mát ở Việt Nam tiết trời oi bức rất nóng do đó có khi một ngày phải tắm 2-3 lần cảm thấy nóng nực thì tắm. Khi nào nóng được thì tôi ra sau nhà.
phòng. Tôi đã về phòng. Uống nước dừa. Cà phê đen. Nghe Khánh Ly hát nhạc tình. Tập thể dục. Luyện tập chịu đựng những cú đấm. Thái độ. YouTube Premium là trải nghiệm xem YouTube không quảng cáo và dòng đèn phát trong đèn. Vì thế, bạn có thể vừa xem video, vừa đọc, vừa tìm kiếm trên mạng, vừa mua sắm, dùng thử miễn phí một tháng.
chăm sóc hai bàn chân, lau khô chân. Sức dầu nóng. Bây giờ là nằm nghỉ, nghe nhạc, chào. Chào bạn, đây là Chợ Lớn. Chợ Lớn hôm nay là thứ ba, 7 tây tháng 11 năm 2023. Âm lịch nhằm ngày 24 tháng 9 thiếu năm Quý Mão. Thế vận hôm nay, tôi đang ở trên lề đường Nguyễn Trãi, tài vận 67%, lúc này cũng là gần 10 giờ, 61%, việc làm 68%, số đã qua 81%, chuyện tình ái 95%, an toàn 87%, thả bộ lên chợ Bồ Sen, sức khỏe 55%, tổng hợp 79%. Một lát về lấy, tôi đi chợ về liền nè. Sao những vậy, bữa nay nghỉ sớm mà làm được. Tôi đi chợ Bầu Sen chút mà. Những chuyện làm được hôm nay là cúng tế bái tế tổ tiên chùa miếu, bái thần minh, rồi mai trả tiền phải không, đặt giường cho những vậy không? Cặp vợ rồi. Chồng mới cưới săn bắt tìm diệt các loại cầm thú, bớt xe, các loại côn đường. Trùng có hại cho nông nghiệp. Tuổi sùng khắc, xe vẫn còn rất nhiều. Hôm nay là ngày là của tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ con rắn, tuổi Tỵ con rắn sùng khắc với tuổi Hợi con heo. Dòng xe không dứt. Tôi băng qua đường. Sinh tiêu tương hại, tuổi Tỵ con rắn hại tuổi Dần con cọp. Lục hợp sinh tiêu, tuổi Tỵ con rắn nắng đã lên cao. Lục hợp giới tuổi Thân là con khỉ. Tam hợp sinh tiêu, tuổi Tỵ lòng là đường con rắn trái. Buổi sáng. Tam hợp với tuổi Dậu là con gà và tuổi Sửu là con trâu. Hương vị của các vị các thần, hỷ thần ở hướng đông bắc, phúc thần ở hướng sắp chính sửa khai trương bắc, tài thần ở hướng chính bắc, dương quý nhân cao ở hướng chính bắc,
âm quý nhân ở hướng Tây Nam. Chúc các bạn một ngày nhiều may mắn. Hẹn ở good day. 120 ngàn.